theo anh Phai, người mới á, mình sử dụng thực phẩm bổ sung được là đúng hay sai ạ? Thì thực phẩm bổ sung có thể thay thế được bữa ăn hàng ngày, vậy là quan điểm này là đúng hay sai vậy anh? Sử dụng thực phẩm bổ sung trong thời gian dài không tốt, vậy thì quan điểm này đúng hay sai vậy anh? Xin chào mọi người, lại là mình đây, mình là Minh Hằng, mình đến từ câu lạc bộ NowFit. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình NowFit Talk, đúng sai sai đúng. Đến với chương trình này, mình sẽ tổng hợp những chủ đề liên quan tới sức khỏe, dinh dưỡng và luyện tập cùng với các PT giàu kinh nghiệm đến từ NowFit, sẽ cho các bạn một cái nhìn tổng quan, khách quan hơn về những chủ đề mà mình đề cập tới nhé. Và hôm nay người đồng hành với mình đó chính là anh Phai Lê. Anh Phai ơi. Chào Minh Hằng, chào tất cả mọi người. À, hôm nay em đã cố tình chuẩn bị nước cho anh á, anh còn mang thêm bình nước nữa hả? À, cái này không phải là nước đâu các bạn, cái này là supplement. Phải định sau cái livestream này thì sẽ tập luyện luôn, nên là hiện tại phải cầm theo luôn. Thì nhân tiện hôm nay anh Phai có mang theo một bình supplement hay còn gọi là thực phẩm bổ sung. Chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu thực phẩm bổ sung trong quá trình luyện tập như thế nào nha. Em sẽ chơi cho anh là hai bạn đúng sai, để anh Phai sẽ giúp các bạn có cái nhìn khách quan hơn về chủ đề này nha. Đến với câu hỏi đầu tiên thì mình nghĩ là thường những cái người mới tập luyện gym hoặc là yoga chẳng hạn, thì các bạn thường hay thắc mắc về cái vấn đề là có nên sử dụng thực phẩm bổ sung trong cái quá trình luyện tập hay không. Vậy thì theo anh Phai, người mới á, mình sử dụng thực phẩm bổ sung được là đúng hay sai ạ? Chào tất cả các bạn, thì đến với câu hỏi đầu tiên là người mới có sử dụng được supplement hay không, thì Phai trả lời với các bạn là vẫn có thể sử dụng được nha. Rồi, thì supplement nó bắt nguồn từ dinh dưỡng, có nghĩa là khi mà các bạn tham gia luyện tập thì các bạn cần một cái nguồn dinh dưỡng để phục hồi cho mình trong cái quá trình luyện tập. Vậy thì khi mà các bạn bổ sung không đủ cái lượng thức ăn hàng ngày, nó đa dạng về các loại thành phần và chất dinh dưỡng, thì các bạn vẫn có thể sử dụng thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên rằng là đối với lại khuyến khích có nên sử dụng thực phẩm bổ sung tại thời điểm các bạn mới bắt đầu luyện tập không, thì Phai lại trả lời với các bạn câu hỏi ngược lại. Tức là thời gian đầu là cái thời gian mà các bạn đang cần rất là ít cái nguồn calo và các bạn luyện tập cũng chưa thực sự gọi là cường độ quá cao, thì tới được thực phẩm bổ sung tại thời điểm này thì thực sự nó chưa có phù hợp. Tại vì khi các bạn sử dụng thực phẩm bổ sung nó liên quan tới rất là nhiều thứ, ví dụ như là cái kiến thức về supplement này, rồi cái cường độ các bạn luyện tập này, rồi các cái nhóm chất như vậy thì nó phù hợp tại mỗi cái giai đoạn luyện tập khác nhau. Cho nên nếu mà là người mới á, tức là mình đang là người bắt đầu và tìm hiểu thôi, thì giai đoạn đầu các bạn nên ưu tiên cho cái quá trình ăn uống hàng ngày và các bạn ưu tiên cho quá trình luyện tập để cho nó nghiêm túc và nó nghiêm khắc, thì tại thời điểm đó các bạn sử dụng thực phẩm bổ sung nó sẽ bớt tốn kém hơn. À, cho em hỏi sâu một chút là vậy thì khoảng tập luyện khoảng tầm bao lâu rồi thì mình sử dụng được thực phẩm bổ sung ạ? Nếu mà câu trả lời cho bao nhiêu lâu thì có thể sử dụng thực phẩm bổ sung thì cái con số này nó cũng không có một cái con số nhất định các bạn ạ. Tại vì cơ thể của các bạn nó có một cái yếu tố đó là gen. Có nghĩa là rất là nhiều người khi bắt đầu đến với luyện tập họ đã có một cái cơ thể nó tương đối là ổn rồi. Hoặc là có một số người thì bắt đầu với luyện tập họ có một cái cơ thể họ dư cân rất là nhiều hoặc là bị ít cân. Vậy thì tùy vô cái cơ thể của mỗi một người, tùy vô thói quen sinh hoạt, cái cách các bạn ăn uống và cách các bạn luyện tập, thì đến khi nào mà các bạn cảm thấy rằng cơ thể của mình nó đã bị chậm hoặc là phát triển nó không có được mong muốn giống như cái quá trình mình luyện tập, thì lúc đó các bạn nghĩ tới cái chuyện sử dụng thực phẩm bổ sung. Thì đối với quan điểm cá nhân của Phai thì nó sẽ là như vậy, nó sẽ hợp lý. Còn nếu như mà ngay từ đầu hoặc là các bạn mới tập một thời gian đầu thì sử dụng thực phẩm bổ sung nó sẽ gặp với hai vấn đề. Một đó là các bạn có thể sẽ bị lạm dụng thực phẩm bổ sung, hoặc là cái phương án thứ hai, còn một cái yếu tố thứ hai nữa đó là các bạn sẽ bị chi phí nó đội lên trong cái quá trình mình luyện tập nó sẽ hơi cao một chút. Cho nên là bao lâu thì nó sẽ phụ thuộc cho cơ thể của con người. Các bạn luyện tập nhanh, cường độ cao, có thể các bạn phát triển nhanh thì có thể cái thời gian để các bạn cần tới supplement nó sẽ ngắn lại. Còn nếu như mà cơ thể của các bạn nó cần thời gian nhiều hơn, tức là nó cái điểm xuất phát của nó đã kém người bình thường rồi, thì các bạn phải cần thời gian dài hơn. Thì cái này mình có thể quan sát cơ thể của mình và quan sát cái cân nặng của mình nó thay đổi như thế nào để các bạn sử dụng cho nó phù hợp. Anh ơi, cho em hỏi một chút là em thường thấy các bạn hầu như là mọi người cái thực phẩm bổ sung phổ biến nhất mà mọi người hay sử dụng là whey á, thì cho em hỏi một chút là cái whey này mình có thể sử dụng cho tất cả những cái mục đích luyện tập của mình được không ạ? Thường thường thì giống như là Minh Hằng hoặc các bạn đến một phòng gym thì các bạn thấy là sau một cái buổi luyện tập thì thường thường những cái người luyện tập họ hay sử dụng một sản phẩm là whey protein. Vậy thì để Phai giải thích cho các bạn như thế này, cơ thể của mình á, khi mà quá trình luyện tập thì cái cơ bắp của mình nó sẽ có những cái vết đứt gãy nhỏ.
Và sau cái đó thì cơ thể mình nó cần một quá trình đồng hóa hay là quá trình phát triển cơ bắp của mình á, thì nó cần một cái lượng đạm hay còn gọi là lượng protein. Thì trong đó nó có rất là nhiều lượng protein từ thực phẩm tự nhiên, và trong đó whey nó là một cái dạng thực phẩm mà đã được qua cái quá trình gọi là chất lọc, nó sẽ tinh khiết hơn một chút. Thì cái sản phẩm whey này nó tinh khiết, nó sẽ có một cái ưu điểm cho các bạn, đó là khả năng hấp thụ của các bạn sẽ nhanh hơn, và thứ hai nó rất là tiện dụng trong cái quá trình mà mình luyện tập. Ví dụ như các bạn luyện tập xong rồi các bạn chạy về nhà ăn thì chắc chắn các bạn phải cần một giai đoạn là mình chuẩn bị thức ăn này. Rồi thức ăn tự nhiên thì nó hấp thụ nó sẽ chậm hơn, cho nên để mà đến lúc mà cơ thể của mình nó cần được cái lượng protein á thì nó sẽ chậm hơn một chút, đó là cái ưu điểm của nó. Tuy nhiên là vì cái khả năng hấp thụ nhanh cho nên nó cũng sẽ có một vài cái nhược điểm. Tại vì cơ thể của mình thì nó cần cái lượng protein nó chảy dài để mình hấp thu qua 24 tiếng hoặc là 48 tiếng. Vậy thì tại thời điểm mình chỉ giải quyết được nhanh tại một thời điểm như vậy thì nó cũng sẽ không có thực sự là quá quan trọng, tức là nó cần nhưng không thực sự quá quan trọng. Cho nên sử dụng protein chỉ đối với những người nào quay protein, đối với những người nào có lượng cơ bắp lớn và các bạn luyện tập một cái buổi gọi là nó cháy trong cái quá trình luyện tập thì nó sẽ thực sự nó cần thiết. Còn đối với người mới thì đối với quan điểm cá nhân của Phai là vẫn cần thức ăn tự nhiên, tại vì thức ăn tự nhiên nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu cơ thể, đó là protein chảy dài. Và tổng cái lượng protein các bạn nạp trong một ngày nó mới thực sự là cái chìa khóa để quyết định cái cơ thể của các bạn phát triển nhiều, chứ nó không phải là nhanh tại một cái thời điểm ngắn. Với những người mà không tập gym chẳng hạn, như các bạn tập yoga hoặc dance á, thì không cần phải sử dụng thực phẩm bổ sung. Vậy thì quan điểm này đúng hay sai ạ? Nếu mà nói không cần á, thì các bạn sẽ phải trả lời với các bạn là sai nha. Tại vì ở đây á, đối với thực phẩm bổ sung nó là nhóm thực phẩm dành cho dân thể thao đó, và nó cũng không chỉ hoàn toàn phục vụ cho một đối tượng duy nhất, đó là dân thể thao. Tại vì các bạn khi mà các bạn ăn thức ăn tự nhiên á, thì đa phần những cái loại thức ăn tự nhiên thì nó đều xuất phát từ một cái gọi là cái quá trình hấp thụ nó sẽ chảy dài. Và đối với thực phẩm bổ sung thì nó dựa theo cái nguyên tắc về dinh dưỡng để nó sản xuất ra những cái sản phẩm thực phẩm bổ sung, và nó chia làm rất là nhiều nhóm. Ví dụ như là các bạn như là Minh Hằng vừa mới trao đổi với mình, đó là các nhóm các bạn như là đen chẳng hạn hoặc là yoga chẳng hạn, thì khi mà ví dụ như Phai lấy điển hình như là đen đi thì đồng nghĩa việc các bạn sẽ nhảy trong thời gian dài đúng không ạ, và cường độ cao. Vậy thì nó đòi hỏi một cái là cái sức bền của các bạn trong một cái khoảng thời gian ví dụ 1 tiếng hoặc là 1 tiếng 30 phút, thì các bạn cần một cái quá trình đó nó ổn định và nó phát triển theo thời gian. Thì đối với lại thực phẩm bổ sung, nó vẫn có một số cái loại thực phẩm như là pre-workout, nó có thể hỗ trợ cho các bạn là trong thời gian dài có thể luyện tập và duy trì được cái cường độ, hoặc là một số sản phẩm intra-workout nó có thể giúp cho các bạn trong cái quá trình luyện tập nó bền, tức là nó không có bị thay đổi cường độ quá nhiều trong quá trình luyện tập. Vậy thì sử dụng thực phẩm bổ sung như thế nào, thì cái quan trọng nhất Phai vẫn chia sẻ với các bạn đó là phải có kiến thức về nó. Bất cứ một loại dinh dưỡng hay một loại thức ăn đồ uống nào các bạn nạp vào trong người, các bạn cần phải có kiến thức về nó, và mỗi một loại thực phẩm bổ sung nó sẽ phục vụ cho mỗi cái mục đích khác nhau. À vậy thì anh Phai ơi, cho em hỏi thêm một chút, vậy là người nào cần hay là người nào không cần sử dụng thực phẩm bổ sung ạ? Câu hỏi này thì chắc là không có cần đúng Phai mà đúng không? Ở đây là Minh Hằng hỏi mình, đó là đối tượng nào thì cần sử dụng thực phẩm bổ sung, còn nhóm nào thì không có cần sử dụng thực phẩm bổ sung. Vậy thì ngay từ cái tên của nó là các bạn nghe là bổ sung đúng không ạ? Tức là chỉ có cái gì thiếu thì mới thực sự cần bổ sung thôi. Còn nếu mà đã đủ thì mình không hoàn toàn không có cần bổ sung. Vậy thì Phai sẽ trả lời chung cho các bạn ở đây là đó là những người nào mà không cung cấp đủ cái chế độ dinh dưỡng cho các bạn thì các bạn cần sử dụng thực phẩm bổ sung. Tại cái ưu thế của thực phẩm bổ sung đó là thứ nhất là nó tiện lợi, thứ hai là hấp thụ nhanh, và thứ ba là nó theo chức năng. Ví dụ như bây giờ mình chỉ cần bền trong quá trình luyện tập thôi, quá trình sau đó mình đã ok hết rồi, thì các bạn có thể sử dụng thêm sản phẩm như là trước tập hoặc là trong tập, hay mình hay nghe quen đó là pre-workout hoặc là intra-workout đó. Rồi ví dụ như một số người có khả năng hấp thụ về dinh dưỡng nó có vấn đề, các bạn phải hiểu là hệ thống tiêu hóa của mình không phải ai nó cũng tốt như nhau đâu nha. Có những người họ rất là khó để hấp thụ được những cái chất dinh dưỡng như là chất xơ hoặc là chất đạm ở trạng thái phức tạp hoặc là protein ở trạng thái phức tạp. Có những người có những cái vấn đề về bệnh lý như vậy, hoặc là họ kém về độ nhạy về insulin chẳng hạn. Vậy thì lúc đó những cái thực phẩm bổ sung, chính vì cái sự tinh khiết của nó và cái sự gọi là thức ăn thì nó rất là gọi là nó nhiều chất xơ, rồi nó có những cái thành phần làm cho mình khó hấp thụ, thì đối với thực phẩm bổ sung thì nó có cái lợi thế đó. Và thứ tiếp theo nữa là khi mà các bạn hấp thụ thì nó cần cái quá trình là hệ thống ruột của mình, hệ thống gan của mình tham gia trong quá trình hấp thụ, chứ không phải là một mình cái nói chung là hệ thống tiêu hóa nó cần là như vậy. Vậy thì thực phẩm bổ sung nó sẽ giúp cho các bạn là giảm tải tới những cái bộ phận nó phải hoạt động cường độ cao để có thể hấp thụ được thức ăn tự nhiên.
Vậy thì chung quy lại là sẽ những cái nhóm ví dụ như các bạn luyện tập cường độ cao mà không đáp ứng đủ cái chế độ dinh dưỡng các bạn cần. Có những người hệ thống tiêu hóa của các bạn có vấn đề và hấp thu thức ăn tự nhiên của các bạn cảm thấy khó khăn thì các bạn cũng sẽ cần. Còn những đối tượng không cần thực phẩm bổ sung đó là những cái đối tượng ngược lại, đó là các bạn đã ăn uống đủ rồi và các bạn không có cần thiết phải sử dụng thêm thực phẩm bổ sung nữa. Thì rất là nhiều, có những người mà hoạt động cường độ thấp, có những người mà tập luyện nó chưa có thực sự cường độ cao và dinh dưỡng các bạn đang nạp vào đang bị over thì rõ ràng là không có cần phải thực phẩm bổ sung tại những cái người, những cái đối tượng như vậy. Theo như anh Phai nói, thực phẩm bổ sung nó rất là tiện lợi, nó cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và cơ thể có thể hấp thu nhanh. Vậy thì thực phẩm bổ sung có thể thay thế được bữa ăn hàng ngày, vậy là quan điểm này là đúng hay sai vậy anh? Ok, thì quan điểm này thì Phai trả lời luôn cho các bạn ngay lập tức luôn nha. Đó là đáp án của mình là sai nha các bạn. Chính vì cái sự tiện lợi của supplement hay còn gọi là thực phẩm bổ sung cho nên mình hay gặp ra một vấn đề, đó là lạm dụng thực phẩm bổ sung. Các bạn phải hiểu là khi cơ thể của mình nó đang quen làm những cái điều mà khó khăn, phức tạp rồi thì đến lúc nó làm những cái điều đơn giản hơn thì nó sẽ rất là dễ, thì nó thích nghi với điều đó. Ví dụ như trường hợp ở đây là thức ăn tự nhiên. Thức ăn tự nhiên các bạn phải hiểu là nó rất là nhiều cái loại dinh dưỡng trong đó mà nó phù hợp. Ví dụ như là đây là nước suối đi các bạn, thì trong này ngoài cái chuyện là có thành phần chính là nước mà cơ thể của mình cần đi đúng không, nó còn rất là nhiều các loại khoáng khác và cơ thể của mình nó cần những loại khoáng đó. Còn đối với thực phẩm bổ sung nó cũng tương tự giống trường hợp như đó. Các bạn phải biết là thực phẩm bổ sung thì nó mang tính chất tinh khiết, mà tinh khiết thì nó lại không đa dạng. Còn đối với cơ thể của mình thì nó lại cần rất là nhiều và cần đa dạng. Cho nên thức ăn tự nhiên nó mới thực sự là cái mà cần cho cơ thể của mình. Nhưng vì những cái vấn đề A, B, C, X, Y, Z ví dụ như không đủ, ví dụ như gặp phải vấn đề như khó khăn về tiêu hóa thì các bạn mới cần cái sự trợ giúp của thực phẩm bổ sung. Và trong thực phẩm bổ sung thì nó có một cái nhóm thực phẩm bổ sung hay còn gọi là meal replacement, tức là gọi là cái bữa ăn thay thế. Thì trong đó nó có đầy đủ các chất dinh dưỡng như là có protein, có carbohydrate, có fat, có fiber vân 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 vân. Nhưng nó cũng vẫn là một bữa ăn thay thế thôi. Thay thế là chỉ có giúp cho mình được trong quá trình mình bận quá, mình không có khả năng để mình ăn uống một bữa ăn bình thường được thì mình tạm thay thế, còn hơn là mình nhịn đói. Chứ còn cái nguyên nhân, cái chủ đạo của mình vẫn phải là thức ăn chính. Thức ăn chính mới quyết định cái sức khỏe của mình chứ không phải là thực phẩm bổ sung. Cho nên nếu mà dùng thực phẩm bổ sung để thay thế cho cơ thể của, thay thế cho bữa ăn bình thường của các bạn thì mình sẽ gặp một vấn đề sau một thời gian dài. Các bạn sử dụng thực phẩm bổ sung, lúc đó cơ thể của mình, cái hệ tiêu hóa của mình phải tạm gọi đó là nó đã yếu bớt đi rồi đó. Thì khi các bạn dung nạp những thực phẩm tự nhiên vào thì nó sẽ gặp vấn đề là khó khăn trong quá trình tiêu hóa. Cho nên các bạn phải hoàn toàn cân nhắc đối với lại thực phẩm bổ sung nha các bạn. Nó tốt nhưng không được phép lạm dụng. À vậy thì anh Phan ơi, mình có bao nhiêu loại thực phẩm bổ sung vậy ạ? Thực phẩm bổ sung thì nó có rất là nhiều loại nhưng mà Phan sẽ tạm chia nó thành những cái nhóm sau. Ví dụ nhóm thứ nhất là nhóm pre-workout hay là còn nhóm luyện sử dụng trước tập. Thì đối với nhóm này thì nó thường thường sẽ có những thành phần như là ví dụ như creatine, có thành phần như là caffeine hoặc là beta-alanine. Thì những cái thằng này nó nhằm mục đích chính thôi, đó là giúp cho các bạn bớt mỏi trong quá trình luyện tập, giúp cho các bạn tỉnh táo và tập trung hơn trong quá trình luyện tập. Cho nên nó mới gọi là nhóm thực phẩm trước khi tập. Vậy thì khi mình sử dụng những nhóm này thì nó có một chút thiên hướng tới gọi là chất kích thích đó các bạn. Chất kích thích cho nên các bạn phải cân nhắc trong quá trình luyện tập. Đối với Phai thì quan điểm cá nhân là các bạn nên sử dụng những cái ngày nào mà các bạn cảm thấy mệt mỏi, các bạn không có sự tập trung được. Tại vì cái gì cũng vậy, giống như các bạn uống cà phê một thời gian dài các bạn cũng bị nhờn cà phê à. Cho nên thực phẩm bổ sung đối với nhóm pre-workout cao này thì chỉ những ngày nào các bạn thực sự gọi là mệt mỏi, các bạn không tập trung được thì nên sử dụng. Nhóm thứ hai đó là nhóm intra-workout cao. Thì thường thường các bạn sẽ hay nghe thấy như là BCAA. Rồi, nó còn một vài loại nữa nhưng mà chi tiết hơn thì các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn. Thì cái nhóm này nó đều có một cái chức năng, đó là duy trì cái quá trình của các bạn luyện tập nó trở nên dài hơn. Tức là nó sẽ hỗ trợ về năng lượng, nó sẽ hỗ trợ về phục hồi để cho các bạn, thay vì cái set đầu tiên các bạn thực hiện được 5 cái, set thứ hai bạn tụt có còn 1-2 cái thôi, thì nó sẽ giúp cho các bạn, không có giúp cho các bạn lên 6 cái, 7 cái được, nhưng nó sẽ giúp cho các bạn 5 năm, nó sẽ kéo dài như vậy. Và nó chính vì nguyên nhân vậy nó đẩy cái volume hay còn gọi là cái cường độ luyện tập, khối lượng luyện tập các bạn một ngày lên, nó sẽ dài hơn và tốt hơn. Và nhóm thứ ba nó sẽ là nhóm post workout hay là còn gọi là những thực phẩm sau tập. Như nãy Minh Hằng vừa mới liệt kê như là whey protein, nó cũng là một sản phẩm sau tập. Và còn rất là nhiều cái nhóm liên quan tới lại vitamin hoặc là vitamin hoặc là khoáng vân vân để các bạn bổ sung nữa. Rồi những cái loại như là dầu cá vân vân. Và một cái nhóm cuối cùng nữa mình cũng vừa mới đề cập, đó là nhóm meal replacement, là những cái nhóm mà thay thế cho cái bữa ăn của mình hàng ngày. Thì đối với lại dân văn phòng hoặc là những người mà làm việc mà nó rất ít thời gian, các bạn có những cái bữa ăn gọi là phụ thì các bạn sử dụng những sản phẩm này.
thì nó cũng là mix lại những cái đơn chất kia thành một cái sự gọi là một cái tổng hợp nhiều hơn thôi, nhưng mà nó cũng đều nằm chung một cái nguyên tắc, đó là chỉ là thay thế thôi các bạn. Cho nên mình hoàn toàn mình vẫn phải ưu tiên về thức ăn tự nhiên hơn. À, có một câu hỏi, thực phẩm bổ sung khác với thực phẩm chức năng như thế nào vậy anh Khoai? Ok, thực phẩm bổ sung, cái khái niệm này các bạn cũng rất là nhiều người nhầm lẫn, và đặc biệt là phụ huynh á. Phụ huynh thì thường thấy nghe thấy con mình sử dụng thực phẩm bổ sung thì họ hay nghi ngờ mình dùng thuốc đúng không? Đó thì hôm nay thì trên cái live này Khoai sẽ chia sẻ với các bạn, nó sẽ có 3 nhóm. Đầu tiên là thuốc, thứ hai là supplement và thứ ba là thực phẩm chức năng. Cái thằng thực phẩm chức năng này nó sẽ nằm giữa nha các bạn. Thuốc tức là các bạn có bệnh gì đó, cơ thể của mình không chống chọi nổi thì mình mới cần thêm thuốc, đó là nó hỗ trợ. Đó, giữa virus, vi khuẩn với lại đề kháng của mình nó đang gọi là có cái sự chênh lệch đó, thì mình cần thuốc để cho thứ nhất là bằng hoặc là hai là hơn để mình có thể chườn được cái bệnh của mình. Nhóm thứ hai là nhóm thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng tức là cơ thể của mình nó không có tới mức bị bệnh mà nó chỉ yếu thôi. Chức năng của nó hoạt động không tốt thôi, ví dụ như suy giảm chức năng gan hoặc là vân 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 vân. Thì cái thực phẩm chức năng này nó sẽ giúp giống như là những cái tiền chất để hỗ trợ cho cái quá trình hoạt động về cái chức năng nó tốt hơn. Tức là chức năng nó sẽ phục vụ cho một chức năng thôi. Còn thực phẩm bổ sung thì thực ra nghe cái từ bổ sung các bạn nghe nó không có quá xa lạ lắm đâu, nhưng mà để phai cho các bạn một cái khái niệm mà nó thân thương, nó gần với các bạn hơn, thì thực ra thực phẩm bổ sung nó là thức ăn thôi, cái từ thực phẩm nó đã là thức ăn rồi, và bổ sung tức là thêm, tức là thức ăn thêm đó, các bạn hiểu một cách đơn giản là như vậy thôi. Thì ba cái này nó hoàn toàn khác nhau. Thuốc là để chữa bệnh, chức năng là để hỗ trợ cho một cái chức năng trong cái cơ thể của mình thực sự cần thiết, như là bị suy gan vân vân vân. Rồi còn đối với thực phẩm bổ sung thì thực ra nó chỉ là thức ăn thôi, nó chỉ là thức ăn bổ sung thêm cho cơ thể của mình thôi. Đó là cái cách mà các bạn phân biệt cách rõ ràng ba cái nhóm này. Anh Khoai ơi, anh nghĩ sao về quan điểm có thể sử dụng được thực phẩm bổ sung và thực phẩm chức năng kết hợp cùng nhau ạ? Nó là quan điểm đúng hay là sai ạ? Nếu mà sử dụng thực phẩm chức năng và thực phẩm bổ sung song song thì hoàn toàn bình thường thôi nha các bạn. Tại vì cơ thể của mình á, giống như nãy Khoai có nói, giả sử như là một cái ví dụ về gan thì các bạn dễ hình dung nhất. Cái gan của mình nó đang yếu, khi mà các bạn nạp thức ăn vào thì gan của mình nó cũng cần trong cái quá trình để hỗ trợ tiêu hóa. Vậy thì khi mà mình có vấn đề về yếu về gan, các bạn sẽ thấy đó là mình dễ bị nổi mụn, dễ bị nóng, dễ bị khó ăn, đầy tiêu vân vân vân, hoặc là mình rất là khó tăng cân. Vậy thì lúc đó thì thực phẩm chức năng nó sẽ có vai trò hỗ trợ cho cái gan của bạn tốt hơn. Còn cái chuyện thực phẩm bổ sung thì nó cũng tương tự giống thức ăn hàng ngày của mình bình thường thôi. Cho nên các bạn có thể sử dụng được hai cái này song song với nhau. Tuy nhiên rằng là với cái trường hợp đó thì các bạn có một cái lưu ý là tại vì cái gan mình nó đã yếu rồi thì mình sẽ phải cần là làm sao đó để mình dung nạp cái chất dinh dưỡng của mình nó vừa đủ thôi, đừng có để cho nó gây quá tải. Trong cái trường hợp này thì đối với thực phẩm bổ sung nó lại có một chút ưu thế nha. Tại vì như hồi nãy mình có nói đó, cái khả năng hấp thụ tốt hơn và nó đơn giản, nó tinh khiết hơn thì gan của mình nó cũng sẽ bớt áp lực hơn trong cái giai đoạn này. Vậy thì anh nghĩ sao về quan điểm những người có bệnh lý vẫn có thể sử dụng được thực phẩm bổ sung ạ? Thì đối với câu hỏi này thì bệnh lý ở đây mình phải phân biệt nó là nhóm bệnh lý nào. Có những nhóm bệnh lý thì không sử dụng thực phẩm bổ sung thì lúc đó sử dụng thực phẩm bổ sung nó là sai. Còn có những nhóm bệnh lý thì sử dụng được thực phẩm bổ sung thì lúc đó nó sẽ là đúng. Vậy thì các bạn phải biết được là bệnh lý ở đây nó thuộc nhóm nào và cái cơ thể của mình đang gặp cái vấn đề gì. Ví dụ như bây giờ bệnh lý như là quay lại cái câu hỏi hồi nãy, quay lại ví dụ hồi nãy luôn, không cần phải quá nhiều. Các bạn đang có vấn đề về gan đi, đúng không? Vậy thì bây giờ tại thời điểm đó những thực phẩm bổ sung nó sẽ giúp cho các bạn tốt hơn. Nhưng ví dụ như các bạn có những vấn đề, ví dụ như giả sử như những bệnh về gút đi, đúng không ạ? Vậy thì ngoài thức ăn tự nhiên các bạn đã ăn nhiều rồi, các bạn còn tiếp tục các bạn đáp thêm thực phẩm bổ sung nữa. Mà trong đó thì mình thức ăn mình lại giàu những cái thằng mà liên quan tới như hải sản vân 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 vân, thì có phải là vô tình đang làm cho cái gan của mình phải áp lực hơn nhiều hơn không? Cho nên ngay từ đầu cái livestream này Khoai đã chia sẻ cái quan điểm rất là rõ ràng với các bạn rồi. Cái bất cứ một cái nhóm chất hay là một cái gì đó được sản xuất ra nó đều có lý do, nhưng mình phải có kiến thức về nó và biết cách sử dụng nó một cách thông minh, chứ không phải là đụng cái gì mình cũng ăn, đụng người ta nói cái gì đó tốt thì mình cũng dung nạp cho cơ thể của mình thì nó sẽ không phù hợp. Sử dụng thực phẩm bổ sung trong thời gian dài không tốt, vậy thì quan điểm này đúng hay sai vậy anh? Đối với quan điểm này thì Khoai trả lời đó là sai nha các bạn. Sai. Tại vì cơ thể của mình á, nếu mà các bạn vẫn luyện tập cường độ cao, cơ thể các bạn vẫn đòi hỏi nhiều cái nguồn dinh dưỡng hơn, thì các bạn sử dụng thực phẩm bổ sung thường xuyên nó là chuyện rất là bình thường. Tại vì đó là thức ăn mà.
nó không tốt. Thứ hai là thứ nhất nó tốn tiền. Thứ hai là các bạn sử dụng thường xuyên một thời gian dài như vậy thì cơ thể của mình nó bị đẹp, đơn giản là vậy thôi. Tại vì khi mà cơ thể các bạn nó hấp thụ, nó sẽ có một cái chỉ số hấp thụ nhất định. Ví dụ như một ngày các bạn chỉ hấp thụ được là 10 kg về cơ bắp, 10 kg về thức ăn đi, đúng không? Vậy thì chính vì cái sự phức tạp đó, nó cần thời gian hấp thụ lâu. Vậy thì cơ thể các bạn mà lớn hơn, to hơn, cần nhiều năng lượng hơn thì rõ ràng đến đó là các bạn không phát triển được nữa rồi. Vậy thì lúc đó thêm được khoản bổ sung vô là chuyện rất là bình thường. Giống như ngày xưa các bạn đi học, các bạn có đèn dầu đúng không? Nhưng mà sau này rõ ràng là đèn dầu bị thay thế bởi đèn điện. Không lẽ mình nói là bây giờ đèn điện nó tiện quá, nó hại quá, mình không sử dụng nữa. Thì thực phẩm bổ sung thực ra nó cũng vậy thôi các bạn. Sử dụng thời gian dài nhưng mà mình phải cân nhắc, thứ nhất là kinh tế của mình, thứ hai là sức khỏe của mình, thứ ba là cái nhu cầu sử dụng của mình, nó có phù hợp thì mình cứ sử dụng thời gian dài thôi, không vấn đề gì cả. Anh Phai ơi, anh có thể giúp em tổng hợp lại tất cả những cái kiến thức trong buổi hôm nay được không ạ? Ok, thì thực phẩm bổ sung nó là một trong những cái chủ đề nó rất là lớn các bạn ạ. Cho nên là Phai chỉ cho các bạn những cái gạch đầu dòng để cho các bạn lưu ý thôi. Thứ nhất á, là thực phẩm bổ sung nó không phải là thực phẩm chức năng, nó không phải là thuốc, và nó cũng không thể nào mà thay thế hoàn toàn cái bữa ăn tự nhiên của các bạn được. Tại vì thực phẩm bổ sung là chỉ cần khi mà mình bổ sung thôi, thiếu thì mình cần bổ sung thêm, nó không thay thế được. Và thực phẩm bổ sung thì nó sẽ chia làm 4 nhóm, như là pre-workout là sử dụng trước tập, intra-workout là sử dụng trong tập, post-workout là sử dụng sau tập, và những sản phẩm meal replacement là những cái bữa ăn thay thế cho các bạn. Và đối với lại thực phẩm bổ sung, nó hiểu đơn giản nó là thức ăn thêm. Và thức ăn thêm thì nó sẽ có những cái nhóm chất đơn giản như là protein, như carbohydrate, ví dụ như fiber, chất béo, vân 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 vân. Và các bạn phải sử dụng nó một cách thông minh để mình cung cấp cho cơ thể của mình. Và cái lưu ý nhất là các bạn phải quan sát bản thân và cơ thể của mình. Cơ thể của mình nó đang có xu hướng biểu hiện thiếu những cái nhóm chất nào thì mình có thể bổ sung nó bằng thức ăn tự nhiên. Cho đến khi nào mà thức ăn tự nhiên không phục vụ được cái nhu cầu đó nữa, nó không đáp ứng được cái gọi là số lượng lớn như vậy, thì các bạn hãy suy nghĩ và sử dụng cái thực phẩm bổ sung để bổ sung thêm cho cái cơ thể của mình. Lưu ý là không nên lạm dụng thực phẩm bổ sung nha các bạn. Các bạn ơi, nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc sử dụng thực phẩm bổ sung trong quá trình luyện tập, hay có thắc mắc về những vấn đề về dinh dưỡng, sức khỏe hay là luyện tập đi chẳng hạn, các bạn hãy comment ngay dưới livestream này nha. Mình và anh Phai Lê sẽ giải đáp các bạn vào các số sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi chương trình. Mình là Minh Hằng. Mình là Phai Lê. Xin chào và hẹn gặp lại.